Bây giờ đang vào mùa ớt nó chín quá trời luôn rồi người ơi. Mấy chị thì hái ớt Việt Nam nha, còn mình đi hái ớt Hàn nha người. Vì ớt Hàn nha, mình để không có để cho nó chín nha. Thì đây là những cây ớt Hàn mình trồng từ mùa xuân tới giờ này, quá trời trái luôn người ơi. Cây ớt này nó khác với những cây ớt kia nha. Cái trái này nó hơi ngắn và nó dày, ăn nó giòn lắm luôn, nó không có bị đắt cay nha người. Nó tên là Morning Cottu hay gì đó. Cây giống mình mua cũng đắt lắm luôn á, 1.500 một cây gì đó nha, chứ không phải là 1.000 mà cả chục cây nha người. Cái loại này nó mắc lắm luôn, mà công nhận nó ngon thiệt nha người. Mình ăn sống như là ăn trái cây gì đó, nó không có cay nha, cho dù nó già nữa mình cũng không thấy nó cay nha người. Hôm bữa mình có hai cái trái nó hơi ửng ửng đỏ đỏ, mình ăn nó cũng không có cay luôn á. Trời ơi, trồng cái do cây này đáng đồng tiền bát gạo luôn á, trái chùm chùm luôn á. Mình sẽ hái hết tất cả các trái này để cho nó ra cái đợt sau nha người. Thì loại ớt này làm để ăn sống đó, cho nên mình sẽ hái như thế này nha. Mình hái xong rồi mình sẽ lấy cái bọc mình bỏ vô cho nó nhanh nha người. Giờ trời nắng á, mình mà đã đem cái gỗ cho mình hái một hơi là nó bị mềm sẹo rồi, nó giống như nó héo hết đó người. Cho nên giờ mình hái ra mình đem cái bọc đen hay mình bỏ vô là tiện lợi luôn á. Rồi những trái nó cong cong quẹo quẹo, nó ú nù, nhìn thấy cưng quá trời luôn nha người. Thì cái cây này bị chỗ cái chậu này mình trồng được 2 cây nè người ơi. Đó, ở trái này mới đứng xứng đáng nè, nó tròn mà nó nướng luôn, ăn nó đã luôn á. Mình sợ giật nó bị tét ba cái nhánh rồi trái đọt á, cho nên mình hái từ từ nha. Thì hái xong chỗ này thì mình sẽ qua cái cây này nha người. Cái chỗ này là mình trồng cái cây ớt cay nha người. Thì cái trái nó nhỏ nhỏ giống như là ớt Việt Nam mình á, nhưng mà nó quay xuống nè, nhìn thấy cưng ha. Này là loại ớt cay nha người, thấy vậy chứ nó cay dữ lắm luôn á, nó cay như ớt Việt Nam mình vậy đó. Mà cái chậu này mình trồng nhỏ, nó hơi nhỏ đó, cho nên cái trái nó cũng không được nhiều nữa, không được năng suất hơn nữa. Những trái này sắp sẽ chín rồi nè. Mình thì mình cũng thích để cho nó chín lắm, nhưng mà mình thấy ngứa mắt cái mình mắc cho hái người ơi. Cái tánh mình là hái để cho nó ra những cái trái sau mình ăn được nhiều. Còn mà mình để cho nó chín luôn ha, mình chỉ ăn được những trái mà nó đang ra thôi, còn những trái sau mình không có ăn được á. Cho nên cái tánh mình hay tham lam á, mình hay hái xanh xanh là mình ra mình hái à, để cho nó ra cái đợt khác nha, mình ăn được nhiều đợt hơn. Chứ mình để cho nó chín là ăn không có được nhiều. Thì cây này mình hái cũng được mới vậy nè. Và mình sẽ qua cái cây khác nha. Cây chỗ này thì nó có dinh dưỡng hơn nè, nhìn nó. Cây chỗ này mình cũng hái mấy đợt luôn, ăn nhiều lắm luôn đó người. Hái là nó sẽ ra cái đợt bông mới rồi, khoảng 2 tuần là mình có ăn nữa đó nha, nhanh lắm luôn. Nó ra bông là mình thấy đậu trái là nó mau lớn luôn người, ớt Hàn này á. Mình hái ra đây đi rồi mình làm gì ăn thì mình chưa biết nha. Mà chắc có lẽ mình sẽ đông lạnh để dần ăn quá ha. Tại nhiều quá mình không ăn hết á. Hái thấy ham quá người ơi. Hái chút là được bọc luôn vậy đó. Thì nói chung ớt Việt Nam mình có 1-2 cây mà nó không có trái nhiều nha. Có 1-2 trái mình cũng hái luôn đó. Mình được để giống được 1-2 trái đỏ đỏ, còn như là nó mình hái trần. Thì hái một hồi xong rồi một bọc vậy nè người ơi. Và chắc cũng hơn cả ký lô quá. Giờ mình sẽ lựa ra cái nào mà ăn sống thì mình lựa ra, còn cái nào nó cay thì mình sẽ sắt ra đông lạnh mình để dành ăn dần nha mọi người. Đó, mình sẽ phân loại như thế này nè. Cho dù nó có lộn 1-2 trái thì khi nào mình ăn mình cảm thấy cay mình bỏ ra nha.